quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, từ xa xưa, dân ta đã đánh giá rất cao tầm quan trọng của việc xem ngày an táng, chôn cất. Mỗi người sinh ra đều không thể tự chọn được ngày giờ sinh hay giờ mất của mình. Nó là số phận, là duyên nợ của mình với cuộc đời. Dù ngày mất của người đã khuất là tốt hay xấu, thì việc xem chọn ngày an táng tốt cũng mang đến nhiều thuận lợi cho con cháu trên dương gian, cũng như người đã khuất trong cuộc sống mới nơi âm phần. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày chôn cất tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ chôn cất trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chôn cất trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và bình an suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác chôn cất được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt chôn cất, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc lựa chọn những ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chôn cất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày chôn cất phải được đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ chôn cất bao gồm các ngày sát chủ mùa, thụ tử, tam nương, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, kiếp sát, tài sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, tứ phê, tứ kỵ, từ cùng, ngũ mộ, ngày phục, ngày trùng. 2. Ngày hợp chôn cất là thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, lục hợp và minh phệ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất chôn cất trong tháng 12 âm lịch. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy. Ta cần loại bỏ hết những thông tin, những xung sát trong tháng để chọn ra ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu và kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, 30 Kỷ Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày thiên địa chuyển sát, là ngày mùng 3 Nhâm Tý, 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Là ngày dương công kỵ, là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, ngày 18 Đinh Mão, ngày 22 Tân Mùi và ngày 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ, bao gồm mùng 5 Sắp Dần, 14 Quý Hợi, ngày 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 9. Ngày nguyệt phá là những ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 10. Ngày trực bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 11. Ngày trực thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất.
12 ngày kiếp sát là những ngày dần, bao gồm mùng 5 giáp dần, 17 bính dần và 29 mậu dần. 13 ngày tai sát là những ngày mão, bao gồm mùng 6 ất mão, 18 đinh mão và 30 kỷ mão. 14 ngày nguyệt sát là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 bính thìn, 19 mậu thìn. 15 nguyệt hình là những ngày tuất, bao gồm mùng 1 canh tuất, 13 nhâm tuất và 25 giáp tuất. 16 ngày nguyệt hại là ngày ngọ, bao gồm mùng 9 mậu ngọ và 21 canh ngọ. 17 ngày nguyệt yểm, trong tháng 12 ngày nguyệt yểm là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 tân hợi, 14 quý hợi và 26 ất hợi. 18 ngày tứ phế là ngày 15 giáp tý. 19 ngày tứ kỵ là ngày mùng 3 nhâm tý. 20 ngày tứ cùng là ngày 14 quý hợi. 21 ngày ngũ mộ là ngày 19 mậu thìn. 22 ngày phục là ngày kỷ, bao gồm các ngày mùng 10 kỷ mùi, 20 kỷ tỵ và 30 kỷ mão. 23 ngày trùng là các ngày tỵ hợi, bao gồm mùng 8 đinh tỵ, 20 kỷ tỵ, mùng 2 tân hợi, 14 quý hợi và 26 ất hợi. Đó là 23 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc chôn cất cho được hanh thông và thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cấp tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 24 ngày thiên nguyện là ngày 15 giáp tý trùng với ngày trực bế. 25 ngày thiên đức là những ngày canh, bao gồm mùng 1 canh tuất trùng với ngày trực sâu, bao gồm mùng 1 canh tuất trùng với ngày trực thâu và ngày nguyệt hình nên ta không chọn. 11 canh thân không trùng ngày xấu nào nên ta có thể chọn ngày này để cải táng. Ngày 21 canh ngọ có nhiều hung tinh nên ta không dùng được. 26 ngày thiên đức hợp là những ngày ất, bao gồm mùng 6 ất mão cũng là ngày tai sát rất xấu. Hai ngày 16 ất sửu trùng với ngày nguyệt kiến, 26 ất hợi trùng ngày nguyệt yểm nên ta không thể dùng được. 27 ngày nguyệt đức là những ngày canh, trùng với ngày thiên đức đã xét ở trên. 28 ngày nguyệt đức hợp là những ngày ất, trùng với ngày thiên đức hợp đã xét ở trên. 29 ngày thiên xá là ngày 15 giáp tý, trùng với ngày thiên nguyện đã xét ở trên. 29 ngày lục hợp là những ngày tý, bao gồm mùng 3 nhâm tý, 27 bính tý, trùng ngày thiên địa chuyển sát và ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc. Ngày 15 giáp tý trùng ngày thiên nguyện đã xét ở trên. 30 ngày minh phệ bao gồm 21 nhâm ngọ trùng ngày nguyệt hạ nên ta không xét, 23 nhâm thân, ngày 11 canh thân, hai ngày thân tốt để cải táng, tuy nhiên ngày 23 nhâm thân lại trùng với ngày nguyệt kỵ nên ta loại, ngày 12 tân dậu, 24 quý dậu, ngày dậu trùng với ngày thụ tử, làm việc gì cũng xấu. Như vậy chúng ta đã dựa vào 30 tiêu chí của sách ngày tốt toàn thư để chọn ra những ngày tốt chôn cất trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc chôn cất. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt chôn cất trong tháng 12 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. Ngày 15 giáp tý kỵ những người tuổi ngọ, hợp người tuổi thân, thìn sửu và những người có thiên can là kỷ. Ngày 11 canh thân kỵ những người tuổi dần, hợp những người tuổi tý, thìn tỵ và những người có thiên can là ất. Đó là hai ngày cát lành chôn cất trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày tốt phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.